Chương 3. Kết quả của sự hy sinh. Khi Đại Bác đang ngấy thịt đen thịt vàng rồi, thì những lời tuyên bố tình tứ của các ngài cầm quyền, nhà ta bỗng dưng im bặt như có phép lạ. Và cả người Negro lẫn người Annamite mặc nhiên trở lại giống người hèn hạ. Để ghi nhớ công lao người lính Việt Nam, chẳng phải người ta đã lột hết tất cả của cải của họ, từ chiếc đồng hồ, bộ quần áo mới toanh mà họ bỏ tiền túi ra mua, đến các vật kỷ niệm đủ thứ, vân vân, trước khi đưa họ đến Marseille, xuống tàu về nước đó sao? Chẳng phải người ta đã giao họ cho bọn súc sinh kiểm soát và đánh đập họ vô cớ đó sao? Chẳng phải người ta đã cho họ ăn như cho lợn ăn và xếp họ như xếp lợn dưới hầm tàu ẩm ướt, không giường nằm, không ánh sáng, thiếu không khí đó sao? Về đến xứ sở, chẳng phải họ đã được một quan cai trị biết ơn đón chào nồng nhiệt bằng một bài diễn văn yêu nước đó sao? Các anh đã bảo vệ tổ quốc, thế là tốt. Bây giờ chúng tôi không cần đến các anh nữa, cút đi. Thế là những cựu binh, đúng hơn là cái xác còn lại, sau khi đã dũng cảm bảo vệ chính nghĩa và công lý, nay tay không trở về với chế độ bản xứ của họ, một chế độ không biết gì đến chính nghĩa và công lý cả. Theo báo chí Đông Dương, thì thương binh người Pháp bị mất một phần thân thể và vợ của tử sĩ người Pháp đều được cấp môn bài bán lẻ thuốc phiện. Như thế là trong một việc mà chính quyền thuộc địa đã phạm tới hai tội ác đối với nhân loại. Một mặt, họ vẫn chưa thỏa khi tự tay làm cái việc bị ổi của người đồng độc, mà còn muốn lôi kéo vào đây cả những nạn nhân đáng thương hại của cuộc huynh đệ tương tàn nữa. Mặt khác, họ coi rẻ tính mạng và xương máu của những kẻ đã bị họ lừa bịp đến nỗi tưởng rằng chỉ cần quẳng cho những người này khúc xương thối ấy là đủ để đền bù được một cánh tay bị mất hoặc mạng của một người chồng. Chúng tôi chắc rằng thương binh và quả phụ chiến tranh sẽ đá văng món quà nhơ nhớp ấy và nhổ vào mặt kẻ tặng quà. Chúng tôi cũng tin chắc rằng thế giới văn minh và người Pháp lương thiện sẽ đứng về phía chúng tôi để lên án bọn cá mập thực dân đang không ngần ngại đầu độc cả một dân tộc để vơ vét cho đầy túi. Theo tục lệ Việt Nam, trong khi làng có người chết thì những người say lúa, giã gạo phải tỏ lòng kính trọng vong linh người chết và thông cảm nỗi đau buồn của tăng gia bằng cách im lặng, không hát hò trong khi say giã như họ vẫn thường làm. Nhưng nền văn minh hiện đại được đưa vào nước chúng tôi bằng bạo lực, có cần gì phải tế nhị đến như thế? Xin đọc câu chuyện sau đây đăng trên một tờ báo ở Nam Kỳ. Những ngày hội Biên Hòa. Để lấy tiền bỏ vào quỹ xây dựng đài kỷ niệm người Việt trận vong của tỉnh Biên Hòa, ban tổ chức ngày hội đang tích cực chuẩn bị một chương trình tuyệt diệu. Người ta bàn tán sẽ có nào là yến tiệc giữa vườn theo kiểu Anh, nào là chợ phiên, nào là khiêu vũ ngoài trời, vân vân. Tóm lại sẽ có nhiều và đủ thứ trò chơi để ai ai cũng có thể góp phần làm việc nghĩa một cách thú vị nhất đời. Quý ông phi công ở sân bay Biên Hòa có nhã ý sẽ góp phần vào cuộc vui. Và ngay từ bây giờ, ban tổ chức đã có thể khẳng định rằng sự có mặt của các quan chức cao cấp nhất ở Sài Gòn sẽ làm cho ngày hội thêm phần rực rỡ. Xin tin thêm cho các bạn nam nữ ở Sài Gòn lên dự hội biết rằng các bạn sẽ không cần phải bỏ dở cuộc vui để về nhà dùng cơm, vì ngay tại chỗ sẽ có phòng ăn tổ chức cực kỳ chu đáo và đặc biệt đầy đủ. Các bạn sành ăn uống nhất cũng sẽ được hài lòng. Ngày 21 tháng 1 tới, tất cả chúng ta hãy đi Biên Hòa. Chúng ta sẽ vừa được dự những hội hè linh đình vui tươi, vừa được dịp tỏ cho những gia đình tử sĩ Việt Nam ở Biên Hòa thấy rằng chúng ta biết tưởng nhớ đến sự hy sinh của con em họ. Thật là thời đại khác, phong tục khác, nhưng phong tục kỳ quái làm sao. Người ta còn cho chúng tôi xem bức thư sau đây nữa. Sài Gòn ngày
chấm chấm chấm. Nếu trên đời này mà có một việc quái gở vừa thương tâm lại vừa lố bịch, thì đó hẳn là một việc bắt một dân tộc vẫn đang chịu đựng đủ mọi thứ bất công và phi nghĩa phải làm lễ mừng cuộc chiến thắng của công lý và chính nghĩa. Ấy thế mà ở bên này chúng tôi đã làm như thế đấy. Tôi tưởng không cần thuật lại cho anh nghe về những hội hè và trò vui công cộng. Trong thành phố này ngày 11 tháng 11 làm gì? Ở đâu và bao giờ cũng thế thôi. Rước đèn, đốt pháo bông, duyệt binh, khiêu vũ ở dinh thống đốc, đua xe hoa, mở lạc quên vì nước, quảng cáo, diễn văn, tiệc tùng, vân vân. Trong tất cả những trò hề đó, tôi chỉ còn nhớ lại một việc đáng chú ý về phương diện tâm lý như sau. Cũng như công chúng ở tất cả các nước, công chúng Sài Gòn rất thích cine. Vì thế, một đám người dày đặc đã tụ tập trước khách sạn Palacer để xem phim. Nào hề sắc lô, nào bọn cao bồi, nào những người lính vinh quang lần lượt diễn trên màn ảnh. Công chúng tràn ngập cả đại lộ, đứng chật cả mặt đường và hè phố. Lúc bấy giờ, ông chủ khách sạn Sài Gòn Palacer không muốn cho người ta đứng đông trên vỉa hè trước cửa tiệm của ông ta. Ông ta liền vung roi mây quất túi bụi. Bà chủ cũng ra giúp một tay và đánh bừa vào đám đông. Mấy chú trẻ danh mãnh không biết làm thế nào mà lại cướp được ngọn roi của bà, làm cho mọi người vỗ tay cười ầm lên. Ông chủ liên tiếp chạy lại tiếp viện cho bà chủ. Lần này ông cầm một cái ba tong hùng dũng phang tới tấp xuống đầu người ta. Cứ mỏi tay này thì đổi tay khác. Những người nhà quê phải chạy dồn xuống đường. Nhưng vì say sưa với chiến thắng của mình, ông người Pháp quý hóa ấy liền hùng hổ vượt qua đường và cứ tiếp tục vun túi bụi, cái gậy to tướng xuống đầu, xuống vai, xuống lưng những người dân bản xứ đáng thương ấy. Một em bé bị ông túm lấy và đá cho một trận nên thân.